这是我时隔六年再次到越南，看见的变化啊，非常之大。这充分展现了越南经济社会发展的生机和活力。我感到由衷的高兴，同志家兄弟嘛，啊，为我们的同志和兄弟感到高兴。今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年，下阶段双方要进一步加强包括立法合作在内的各领域交往合作，为中越命运共同体建设添砖加瓦。Tôi rất vinh hạnh và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Với những nhận thức chung quan trọng của hai đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước đạt được trong cuộc hội đàm rất thành công ngày hôm qua. Đặc biệt là việc hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chúng tôi rất phấn khởi và có niềm tin chắc chắn rằng đây là mốc son lịch sử quan trọng. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.